Dạ. Vâng, hãy cùng đến với cuộc trò chuyện của nhà báo Lại Văn Sâm và nhóm sinh viên đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội trong chuyên mục Chuyện bên ly cà phê. Thưa quý vị, chuyện bên ly cà phê hôm nay của chúng tôi là tiếp các bạn trẻ. Và bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu ngay với quý vị ba vị khách đặc biệt. Ngồi cạnh tôi là Đinh Thị Hải, sinh viên năm 3 khoa vật lý của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ở giữa là Ngô Quốc Hùng, sinh viên năm 4 của khoa khoa học máy tính, Đại học Khoa học Tự nhiên. Và ngồi ở phía dưới kia là Nguyễn Thị Trang, sinh viên năm thứ 4 khoa vật lý của Đại học Khoa học Tự nhiên. Họ có chung một sản phẩm tham dự cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo 2015. Và sản phẩm của các bạn ấy thì được giải 3. Tại sao chúng tôi lại không mời chủ nhân của những sản phẩm đoạt giải nhất hay giải nhì có thứ hạng cao hơn? Bởi vì hôm nay cả thế giới có một cái ngày rất có ý nghĩa. Chúng ta có cái tên gọi cũng rất có ý nghĩa. Đó là Ngày Mẹ Trái Đất, ngày 22 tháng 4. Và chính vì thế mà những sản phẩm của các bạn là điều mà chúng tôi rất quan tâm. Bởi vì sản phẩm của các bạn ý là sản phẩm có liên quan mật thiết tới vấn đề bảo vệ môi trường. Năm 2015, Đinh Thị Hải, Ngô Quốc Hùng và Nguyễn Thị Trang đã thực hiện thành công sản phẩm chạm quan trắc môi trường và cảnh báo sớm thiên tai. Sản phẩm này xuất phát từ ý tưởng về việc cần phải có một trạm quan trắc tự động thay thế con người theo dõi chi tiết những thay đổi của các thông số môi trường từng ngày, từng giờ để dự báo thời tiết hay cảnh báo sớm thiên tai. Như mọi người có thể thấy, đây là trạm quan trắc môi trường và cảnh báo sớm thiên tai của nhóm em. Bình thường thì mọi người sẽ nhìn thấy là nó rất là to, cồng kềnh. Thì bọn em cũng khắc phục từ cái khó khăn đấy. Trong thực tế thì bọn em đã thiết kế ra một cái trạm quan trắc nó có mô hình nhỏ hơn, gọn hơn. Ngoài ra là còn có tính năng di động, có thể mang đi cắm trại hoặc là đi picnic. Đây là hệ thống cảm biến để thu thập các số liệu từ môi trường. Đây là cảm biến hướng gió, cảm biến tốc độ gió, cảm biến mưa. Và bên trong này bọn em có tích hợp thêm cảm biến ánh sáng, cảm biến nồng độ bụi và cảm biến nồng độ CO2. Sau khi hệ thống thu thập các thông số từ môi trường qua cảm biến, thì các số liệu sẽ được gửi lên hệ thống xử lý trung tâm và thông tin dự báo sẽ được đưa trực tiếp lên web. Chúng em tích hợp một cái module GPS để định vị cái trạm của chúng em và hiển thị trên bản đồ của Google. Như mọi người thấy, nhiệt độ môi trường hiện tại khoảng 20 độ C và độ ẩm khoảng 82%. Sau thành công của trạm quan trắc môi trường và cảnh báo sớm thiên tai, nhóm sinh viên hy vọng sẽ hoàn thiện sản phẩm và đưa vào ứng dụng trong thực tế. Đinh Thị Hải, cháu là trưởng nhóm đúng không? Vâng ạ. Năm thứ 3 như lại là trưởng nhóm, tại sao lại như vậy? Tại vì thực ra là cái ý tưởng làm trạm quan trắc môi trường này thì là cháu nghĩ ra đầu tiên ấy. Thế nên là mọi người để cháu làm trưởng nhóm luôn. Cái ý tưởng này thì xuất phát rất là đơn giản thôi, bởi vì trường cháu như chú biết là nó đối diện với cả công ty thuốc lá Thăng Long ạ. Nên là cái mùi thuốc lá nó phả ra xung quanh cũng như là phả vào khuôn viên trường cháu gây ra rất là khó chịu. Khi mà đi qua hành lang các bạn cũng hay phàn nàn về chuyện đấy ạ. Và một vấn đề nữa đấy là ở khu gần cháu trọ thì nó gần một cái chỗ khu tập kết rác ạ. Thế nên là từ đấy thì cháu nghĩ ra là phải làm gì đấy đi, như kiểu để khắc phục những cái ô nhiễm môi trường. Như thế thì phải nghĩ ra một cái sản phẩm nào đấy triệt tiêu cái mùi đúng của thuốc lá của các thứ kia đi chứ. Nhưng mà với khả năng của mình thì cháu cũng không thể làm như thế được ạ. Và sau khi mà tìm hiểu một chút thông tin môi trường ấy thì cháu đọc được cái thông tin đấy là hiện nay thì trên Việt Nam ấy chỉ có 62 trạm quan trắc trên phạm vi cả nước. Cháu thấy là con số rất ít bởi vì chúng ta có đến 63 tỉnh thành ấy ạ. Thế nên là cháu đã lên cái phòng thực hành bọn cháu, tức là phòng DIY 216 cũng là tên nhóm bọn cháu luôn. Thì cháu cũng có trao đổi với thầy và các anh chị để đưa ra ý tưởng là mình sẽ làm một cái trạm quan trắc để có thể góp phần vào cái 62 trạm quan trắc kia ạ. Cái trạm quan trắc này nó rất quan trọng thưa quý vị, nó đưa ra những cái dự báo về thời tiết, dự báo về thay đổi khí hậu, dự báo về độ ô nhiễm của không khí, rồi mức độ CO2 ra làm sao, rồi cái mức độ ô nhiễm môi trường nó đến thế nào. Cháu nói là 62 trạm mà chúng ta có 63 tỉnh thành đúng không? Vâng. Theo cháu thì một tỉnh thành cần mấy trạm thì mới đủ? Tức là không phải nó phân bố các tỉnh thành đâu ạ, mà ví dụ như cả ở các tỉnh thành gần biển ấy ạ, thì cháu nghĩ là phải nên có nhiều hơn một trạm. Cái trạm quan trắc đấy nó không chỉ là cảnh báo thiên tai gần biển mà như nồng độ CO2, nồng độ bụi như chú vừa nói ạ, thì cũng cần. Ví dụ như Hà Nam của quê cháu có nhà máy xi măng Út Sơn ấy ạ, cái nồng độ bụi của nó rất là kinh khủng khiếp luôn ạ. Nhưng mà Hà Nam cháu có tìm hiểu là có cái trạm quan trắc đấy không? À, không ạ. Không có. Nó chỉ có cái phần mà cảnh đấy báo. Đấy là cháu đoán là không có hay là cháu? Nó không có luôn ạ. Không có luôn. Vâng. Nó chỉ có cái phần mà cảnh báo, ví dụ như ở gần khu xi măng đấy ạ, thì nó cũng có cái phần dự báo thì nó không phải là trạm quan trắc ạ. Đấy là ý tưởng ban đầu. Vâng. Nó xuất phát từ những cái gì nó sát sườn, nó mang tính rất thực tế đúng không? Không phải chỉ nghe tuyên truyền hay là chỉ hưởng ứng một cái phong trào để mà phòng chống thiên tai hay là bảo vệ môi trường đúng không? Vâng. Nhưng mà tại sao cháu lại không tìm những người bạn cùng lớp, cùng khóa mà lại Ngô Quốc Hùng và Nguyễn Thị Trang là những anh thực chị ở năm trên? Thực ra là bọn cháu quen nhau từ trước rồi ạ. Dạ, cùng một đam mê ở trong một nhóm ạ. Trong một câu lạc bộ ạ. Khi ý tưởng xuất hiện thì lập tức trao đổi với lại hai anh chị này. Trao đổi hai anh chị và thầy giáo hướng dẫn của bọn cháu ạ. Thế và hai anh chị này có lập tức hào hứng nhận lời không? Hay là còn phải suy nghĩ? Đây là hai người hào hứng nhất ạ. Thế còn Ngô Quốc Hùng, khi mà nghe em Hải trình bày á, cháu lúc đấy nghĩ gì?
Ấn tượng đầu tiên là quá sức với mình, nhưng mà sau khi được thầy giáo phân tích chỉ ra những cái nào điểm mạnh điểm yếu của mình và mình nên tập trung vào phần nào thì cháu nhiệt tình tham gia luôn ạ. Tại vì cháu thỉnh thoảng phải đợi xe buýt ở ngoài đường thì thấy rất là nhiều khói, rất là khó chịu, và cháu bị một chút bệnh về đường hô hấp, đường mũi là càng khó chịu hơn, đúng không? Rất là khó chịu thì sẽ bị cháy nước mũi rất là nhiều. Thế còn Trang? Vâng, thì nghĩ về vấn đề môi trường thì rất là bức bách trên toàn cầu ấy ạ. Nên là giới trẻ bọn cháu cũng cần nên quan tâm ạ. Và khi mà em Hải đưa ra ý tưởng này thì cháu rất là hào hứng tham gia. Không chỉ những nhà khoa học mà ngay cả các bạn học sinh, sinh viên trên khắp cả nước đều có chung mong muốn góp sức vào việc bảo vệ môi trường. Chính vì thế, nhiều sản phẩm sáng tạo vì môi trường đã được ra đời liên tục trong nhiều năm qua. Mà các cháu bắt tay vào từ hình thành ý tưởng cho đến triển khai để biến nó thành một cái sản phẩm để tham dự thi, thì cái gì đối với các cháu là quan trọng? Mình sẽ được giải thưởng hay không trong một cái cuộc thi rất thú vị này? Sản phẩm của mình có tiêu thụ được không? Có thể kinh doanh được không? Hay là mình có thể trở thành những nhà khoa học nổi tiếng? Nó phải có động cơ chứ, đúng không? Thật ra thì bọn cháu thì là những cái cử nhân khoa học ấy. Thì nhiệm vụ của cháu mà khi theo học cái ngày nào khi ra trường là bọn cháu sẽ phải tìm hiểu và giải quyết những cái vấn đề nóng của xã hội hiện nay ạ. Bọn cháu nghĩ thì môi trường là một trong những cái vấn đề cần quan tâm như vậy ạ. Thế còn tính thực tế của nó? Hiện tại là bọn cháu đang thử nghiệm với lại môi trường trong phòng thí nghiệm và xung quanh trường của bọn cháu ạ. Thì bọn cháu đang tìm các giải pháp để nó có thể đưa ra môi trường. Cháu phải tìm vật liệu rồi các thiết bị điện tử làm sao mà có thể trụ được với lại môi trường ngoài thực tế. Và bọn cháu vẫn đang cố gắng để xây dựng một cái mà sau này có thể đặt quan trắc ở môi trường thực tế luôn, chứ không còn ở trong phòng thí nghiệm. Cháu có thể nói qua về cái sản phẩm mà chú đang nhìn thấy. Trông thì nó giống như là cái đường ống dẫn nước mà chú có nhìn thấy ở trong nhà chú ấy. Cái này cũng làm những ống nước đúng không? Vâng, đây là phần demo thôi ạ. Demo thôi, thế còn sau này thì nó sẽ bằng chất liệu gì? Cháu nghĩ là nếu mà mình làm được bằng ống cứng thì tốt nhất ạ. Trong đây là cảm biến á, các sensor để bọn cháu đo các thông số môi trường ấy ạ. Đây, ví dụ như chú có nhìn thấy cái này ở ngoài là cái này để nhận biết có mưa hay không ạ? Rồi. Cái này là bọn cháu dùng là để nhận biết hướng gió ấy ạ. Hướng gió, thế còn cái này? Cái này là tốc độ gió ạ. Trong này thì còn có các cảm biến đo nồng độ CO2 ạ, nồng độ bụi ạ. Cái này là bọn cháu tích hợp sử dụng thêm năng lượng mặt trời. Biến thành điện năng chuyển vào một cái thiết bị nào? Cái đấy thì đâu có phải là một phát minh. Cái đấy thì nhiều nơi người ta đã làm. Tích hợp vào trạm quan trắc luôn ạ. À, tích hợp vào đây luôn. Vâng. Tức là đây là một cái khối. Vâng. Tức là nó đi liền một cái ý tưởng. Thế thì bọn ấy không trình bày cái ý tưởng chung này. Nó có cái gì nữa liên quan đến cái trạm quan trắc này không? À, còn một cái dữ liệu được gửi lên web và người dùng có thể để theo dõi tích hợp lại và vâng, có một cái nhìn tổng thể vâng, về khu vực đấy là nồng độ độ ẩm rồi nhiệt độ rồi vâng, nồng độ CO2 rồi bụi bẩn các thứ này kia. Vâng. Có hết tất cả những thông số vâng, đấy. Tức là chúng ta sẽ không phải đứng ở nơi đó mà quan sát ạ. Bình thường các trạm quan trắc là sẽ phải có người liên tục quan sát ạ. Và nếu không mà gửi trên máy tính thì chúng ta có thể xem ở bất cứ nơi nào mà có mạng ấy ạ. Tức là áp dụng những cái công nghệ tiên tiến nhất để mình có thể đưa vào. Nhưng mà trên thực tế nếu như mà sản xuất thì nó có tốn kém lắm không? Bởi vì chú biết là những cái trạm quan trắc ấy, mà 62 trạm mình đang có, chi phí cho nó không hề rẻ một chút nào. Rất đắt. Bọn cháu cũng biết thế. Và đó cũng là một trong lý do mà chúng ta đang còn thiếu, đúng không? Thế còn cái này? Cái này thì chắc chắn là chi phí của nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều so với trạm quan trắc kia ạ. Hơn nữa sản phẩm của bọn cháu thì còn có khả năng di động cơ ạ. Tức là sao? Tức là chú có thể luân chuyển từ vị trí này sang vị trí kia ạ. Ví dụ như tham gia một buổi picnic hay cắm trại thì chú có thể mang theo. Thế tức là đến đâu thì chúng ta đo, đến chỗ nào CO2 ít thì chúng ta ở đấy, đúng không? Nồng độ bụi bẩn ít chúng ta ở đấy, chỗ nào mà nó bẩn chúng ta rời chỗ khác. Nhưng mà phải cảnh báo cho người dân địa phương biết là ở chỗ này là nồng độ CO2 cao hoặc là bẩn, đúng không? Còn đo cả nhiệt độ và độ ẩm nữa. Nhiệt độ và độ ẩm. Có một điều nữa là cái thiết bị của bọn cháu thì gửi dữ liệu lên internet ạ. Và nó rất là nhỏ gọn nên nếu như mà chúng ta có thể tổ chức được một nhóm các thiết bị trong một tỉnh đặt ở các vị trí khác nhau rồi xong gửi kết quả về một trung tâm xử lý thì chúng ta sẽ được kết quả rất là tối ưu. Thế kết luận của hội đồng khoa học trong cái cuộc thi của bọn cháu tham gia là cái sản phẩm này có khả thi không? Đề tài của bọn cháu thì được hội đồng khoa học đánh giá rất là cao về mặt ý tưởng. Ban giám khảo có đưa ra bọn cháu một số lời khuyên và định hướng cho bọn cháu là nên để thiết kế làm sao cho nó thực tế hơn, có thể chạy được với môi trường bên ngoài. Nói chung là hội đồng khoa học có nhận xét là sản phẩm rất có thể thương mại được và có thể ra thực tế nếu được đầu tư đúng mức về hàm lượng tri thức và hàm lượng kỹ thuật. Chúng tôi thì cũng đã phối hợp với các đơn vị bên ngoài để tổ chức một vài cái cuộc thi mang tính sáng tạo. Chẳng hạn trước kia thì chúng tôi có cái trí tuệ Việt Nam, sau đó chúng tôi có cái nhân tài đất Việt, đều là những cái cuộc thi dành cho công nghệ thông tin. Thế và ở đó thì rất nhiều sản phẩm của các thí sinh dự thi mà được giải bây giờ đang vận hành rất tốt, có mặt ở nhiều nơi. Và cái ý tưởng này có thể biến thành hiện thực hay là không, chuyện đấy thì nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ, như có sự ủng hộ một cách thực tế hay không, bằng cách là có thể là cấp cho các bạn một cái nguồn kinh phí để các bạn làm. Nhưng mà tôi đánh giá rất cao ở chỗ là các bạn
đã có bức xúc về vấn đề môi trường, luôn luôn có cái suy nghĩ làm sao để góp sức của mình bảo vệ môi trường. Điều đấy là điều mà chú đánh giá cao nhất. Và vì sao mà chú quyết định là mời các cháu đến tham gia chuyện với ly cà phê? Bởi vì quanh cốc cà phê thì nói đủ thứ, chuyện xã hội, chuyện gia đình, chuyện văn hóa, thể thao v.v. Và bây giờ nhân cái ngày mẹ trái đất thì có một cái câu chuyện với các cháu về cái sản phẩm này. Bọn cháu muốn mời chú tham gia một trò chơi ạ, để xem xe ai chạy nhanh hơn ạ. Chú gì nói thế thôi, tuổi này những ham chơi. chú thổi quả bóng xong rồi sau đó chú sẽ giữ hơi và chú thả thì chiếc xe này thì sẽ được chạy bằng hơi của bóng này, để xem xe của chú, xe của cháu ai chạy dài hơn hả? Vâng ạ. Bây giờ tức là đầu tiên là việc đầu tiên là mình phải thổi của bóng này. Vâng ạ. Chú giữ ở đằng này ạ. Được không? Đây là chú giữ ở đằng này quả bóng ạ. Để sao cho nó không? Không có hơi ra. Chừng vẫn tụt ra. Rồi, xong sao? Đây ạ, chú sẽ để xe như thế này ạ. Đây đúng không? 1, 2, 3, 4. Thông qua thí nghiệm này thì bọn cháu muốn tìm ra một cái giải pháp để năng lượng sạch cho chạy xe giao thông ấy ạ. Bây giờ này mỗi một cái ô tô ra đường lại một quả bóng đằng sau nữa mà. Ví dụ bóng này nó mà nổ một cái thì nó liên tục nó nổ thì nó ra cái gì? Cái này là phi thực tế thôi. Nhưng mà tóm lại là gì? Là bọn cháu vẫn đang nghĩ tìm kiếm nguồn năng lượng sạch cho chúng ta để mà bảo vệ cái môi trường, đúng không? Chú rất là muốn những cái ý tưởng của các cháu nó càng nhiều càng tốt, cho dù là ý tưởng đấy của chúng ta đưa ra nó có thể được sử dụng hay không, nhưng mà ít nhất thì chú tin rằng ba con người trẻ tuổi này sẽ không làm hại môi trường, ít nhất là như vậy. Thưa quý vị, sự biến đổi của khí hậu, việc thiếu nguồn nước, việc là rừng bị tàn phá, rồi lượng CO2 ngày càng tăng lên từ những cái công trình của chính con người đưa ra xây dựng, những cái khu chế xuất, những khu công nghiệp, những nhà máy bây giờ đang quay trở lại để hủy hoại chính con người. Và nếu như chúng ta không quan tâm tới nó, chúng ta không có những biện pháp hữu hiệu để có thể là ngăn ngừa và ít nhất là giảm bớt những cái thiệt hại do chúng gây ra, thì thực sự là một mối lo cho toàn thể nhân loại. Và cũng rất vui là hôm nay là các cháu đến với chuyện với ly cà phê của chúng tôi để trao đổi những câu chuyện rất là chân tình, rất là thật của các sinh viên rất là đáng yêu. Tôi phải nói như vậy, tôi thì tôi rất yêu sinh viên. Đây là ảnh của bọn cháu. Thế còn bây giờ thì chú muốn có ở trong thêm một người thứ tư ở đây với các bạn để kỷ niệm cái buổi mà chú cháu mình gặp nhau đây. Dạ vâng. Và chúng tôi đã có một bức ảnh của bốn chú cháu với nhau. Tôi chỉ mơ ước một điều là đến lúc nào đấy tôi được đứng cạnh không phải là ba sinh viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, mà tôi được đứng cạnh ba nhà khoa học có những phát minh đã được đem vào sử dụng trên thực tế để góp phần cải thiện môi trường của chúng ta. Và tới đây thì chúng tôi rất muốn những cái mong ước của chúng tôi, những hy vọng của chúng tôi sẽ trở thành hiện thực trong tương lai gần. Mà nếu điều đó xảy ra thì thật là hạnh phúc cho nhân loại. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chuyện với ly cà phê của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, một cuộc trò chuyện rất là thú vị. Và ngày hôm nay là ngày mẹ trái đất, và chúng ta có thể nhận rằng con người chính là những đứa con rất là bé bỏng của mẹ. Đôi khi thì những đứa con cũng sẽ có những cái hành động khiến cho người mẹ phải buồn lòng. Ví dụ như là xả rác vô tội vạ ra trái đất này. Rồi theo thống kê thì cứ 1 giờ chúng ta mất diện tích rừng bằng 1.000 sân bóng cộng lại. Trái đất thì đang nóng lên, chúng ta có thể cảm nhận rõ. Tất cả những cái biểu hiện đó chỉ là rất nhỏ thôi, ngoài rất là nhiều những cái thay đổi về thời tiết đáng sợ khác. Vì vậy nếu như chúng ta không hành động thì sẽ là ai? Và nếu như không phải bây giờ thì sẽ là khi nào, đúng không ạ? Vâng, trong cuộc trò chuyện của mình thì nhà báo Lại Văn Sâm cũng có nói là nhà báo rất là yêu sinh viên. Tất cả chúng ta thì đều dành rất là nhiều tình cảm và sự kỳ vọng cho sinh viên. Bởi vì họ chính là những con người trẻ, họ là nguồn lực của Tổ quốc, những người nhiều ý chí nhất, nhiều sáng tạo nhất, nhiều tình yêu nhất dành cho đất nước Việt Nam này và dành cho cả những hoài bão lớn hơn như thế nữa. Trong một cái câu truyền tai nhau của các bạn trẻ để nhắc nhở nhau về cái ý thức giữ gìn môi trường thì tôi có đọc được một câu, đó là gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách và gieo tính cách thì gặt số phận. Vì vậy mà việc để xây dựng được những tính cách bảo vệ môi trường và biến nó thành nếp sống, thành một thói quen cho những người trẻ là một việc cần thiết hơn bao giờ hết. Vâng ạ, như biên tập viên Mai Trang vừa nãy thì cũng đã đưa cho chúng ta những cái thông điệp rất là nhỏ, được không ạ? Bảo vệ môi trường bằng những hành động rất nhỏ thôi. Và hy vọng là trong thời lượng phát sóng chương trình ngày hôm nay với chủ đề về môi trường, với những câu chuyện về môi trường thì chúng tôi cũng mong muốn
sẽ đem đến cho quý vị những thông điệp để có thể thay đổi những suy nghĩ và nhận thức dù là rất nhỏ của quý vị. Vâng. Và khép lại chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay trong chuyên mục Hương vị cà phê thì sẽ là video clip Give Us a Hand, hãy bảo vệ trái đất. Những giây phút ý nghĩa của buổi sáng ngày nay hy vọng sẽ giúp quý vị có một ngày mới thật nhiều hứng khởi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Cà phê sáng với VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi sáng ngày mai. Xin chào quý vị.